Vậy là mình đã hoàn thành xong món đỗ xào với tôm thịt. Đây là một món ăn vô cùng là hấp dẫn, ăn cùng với cơm nóng. Mình sẽ có thể chấm thêm một chút nước tương, hoặc mọi người có thể rắc tiêu vào đây, sẽ rất là thơm ngon. Món đỗ đũa xào tôm thịt này mọi người có thể nấu với một thời gian cũng khá là ngắn. Mọi người hãy làm theo các bước hướng dẫn của mình để hoàn thành món ăn nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nấu ăn của mình ngày hôm nay. Chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video nấu ăn lần tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người nấu một món, đó là đỗ xào với tôm thịt. Đỗ hôm nay mình có đó là phần đỗ đũa. Mình đã có cái phần mỡ ở đây. Mỡ xào mình sẽ ngon hơn. Mình sẽ cho hành, tỏi băm và hương thơm. Hương thơm với phần hành tỏi băm. Thêm một chút dầu vào, tỏi này siêu thơm, một chút tóc mỡ nữa nè. Tôi cho vào để ăn hơi ngọt ngọt một chút. Khi xào vào lưới, tôm sẽ tiết ra cái phần nước rất là nhiều. Đỗ đũa thì mình vừa luộc sơ cho xanh. Mình đã luộc xong rồi, bây giờ chỉ xào cho ngấm gia vị thôi. Mọi người lưu ý là xào ở lửa lớn thì sẽ ngon hơn.
xào ở lửa to nhất. Để cho thành đỗ để nấm gia vị. Cho vào đĩa.